những phận đời đau thương cho bao lùn, những mái ấm gia đình vùi dập bởi phong ba, biển vắng đang đau khi bão tố tràn qua. Ôi thiên tai đã gây cho đời bao bất. Chung tay trái tim hồng thắm đượm tình người, người người cùng lo là truyền thống nghĩa tình sắc son. Hướng về phía bắc tổ quốc chịu nhiều đau thương mất mát, cơn bão qua rồi chung tay cứu giúp những mảnh đời thương tâm. Cơn bão qua rồi chung tay cứu giúp những mảnh đời thương tâm. Trung Nam mãi bên nhau cùng chung mái nhà, hòa nhịp tim cùng chung lo san sẻ đau thương, chung sức chung lòng cả nước lên đường không mang gian khó, phát huy đoàn kết
giúp dân vượt khó, đứng lên cùng xây đời an sinh. Truyền thống thương người như thể thương thân, bằng cả tấm lòng yêu thương nhân ai. Toàn dân đoàn kết tay tiết quê hương, cùng bộ đội công an dân phòng bác sĩ đắm chìm trong gian khó chẳng nào lòng. Lớp lớp người theo tiếng gọi non sông, kết nối dòng tay bằng nhịp độ nhân ai. Tình quân dân chung sức chung lòng khắc phục kiến toàn những hậu quả phiền tai.